Vâng, và em Chiến chào tất cả các bác nha. Thì sau đây em test hai sản phẩm lên đường, thì làm video luôn để các bác mình tham khảo luôn. Thì em còn ba con VC1500A, hiện tại thì sáng nay chốt cho hai bác, còn một con dưới cùng. Ba em đợt này về được những con tồn kho này rất đẹp, hiện tại còn một con, bác nào nhanh tay thì alo cho em nha. Giá 8,5 triệu đối với em này thì ưu điểm nó gọi là 10 trên 10 luôn. Các bác chơi một full 40 hoặc là một full 30 kèm một cặp bot nhỏ nhỏ, hoặc là hai cặp bot 3 series như thế này. Đây là một cặp rồi, quánh rất là căng rồi, quánh hai cặp nghi phê hết nữa các bác. Và nếu các bác chơi 601 series 3 thì vô tư luôn nha, 701, 10.2 vân vân. Đối với bot thì các bác có thể chơi được hai cặp với con đẩy QC này, khỏe, lực, tiếng sáng, tiếng hát rõ, thoát tiếng cực kỳ hay. Và em đang set up một bộ như thế này này, phía trên để các em ghép với cặp loa này. Nếu các bác set up chuẩn như thế này thì đối với cặp bot 301 xe AV monitor này thì các bác có thể hát được trong phòng 25m² vô tư luôn. Còn nếu các bác set up mà nó không có chuẩn như thế này thì hát không có được, kể cả như dòng loa mà bắt 30 đi nữa hát cũng không bằng cả cái cặp bot đâu. Nói chung là set up chuẩn thì với cặp bot này các bác đã trải nghiệm và hát karaoke gia đình ở phòng 25m² không cần sub luôn, và nếu có sub thì hát phòng 30m² là vô tư nữa. Cặp bot 301 AV monitor em về ngày hôm qua giá là 12,7 triệu nha. Và con QC mới 1500A ông Trùm phân khúc ở dưới phân khúc 10 triệu đô lại thì đang giá là 8,5 triệu. Em còn một con đó, hai con chuẩn bị lên đường, ngày hôm qua về lên đường hai con rồi, hiện tại còn một con thôi. Con đẩy là 8,5 triệu nè, bộ vang và năng, combo vang năng là hai con này các bác là 5,5 triệu. Và con mic thì các bác tùy theo ngân sách, mic thì em đang sử dụng test cho các bác, mic là Shure ULX B4 Beta 87, nhưng dòng cao cấp này rất là tiền, giá 12,5 triệu. Nếu ở phân khúc này các bác chọn phân khúc tầm tiền cho gia đình thì các bác chọn CX Mi 9 Pro của Ý, giá 6,5 triệu, một bộ mic hai tay hát rất là ngon nha. Nhưng dòng đó thì em vẫn phân phối cho các bác rồi, 6,5 triệu các bác đã có một bộ mic đến từ Ý, CX Mi 9 Pro giá 6,5 triệu. Còn nếu các bác thích mix Shure thì Shure chỉ có dòng SM58 ULX B4 thì 8,4 triệu, hiện tại em hết rồi, hiện tại chỉ còn dòng mà đời cao không. SM58 thì em sẽ tiếp tục về để phục vụ các bác ở phân khúc trên 8 triệu một tí. Và hiện tại em mời các bác cùng nghe chất âm bộ âm thanh này. Nếu không tính mic thì bộ này gồm con đẩy, bộ vang năng tiếng là 8,5 triệu với 5,5 triệu là chỉ có 14 triệu thôi, mà các bác phối ghép hầu hết các dòng bot BMB 30, full 40, full 30 vô tư, em sẽ set up ok cho các bác. Các bác chỉ cần bỏ ra 14 triệu các bác đã có một combo vang, năng và đẩy xịn sò. DBA Gotech nhà, vang năng là dòng em sử dụng DBA Gotech của Mỹ nha. Còn mic thì các bác có mic ở nhà mình có thể sử dụng hoặc là sử dụng mic dây. Với setup chuẩn thì các bác cắm mic nào cũng rất là ngon rồi nha. Vâng, đây là con Beta 87 nha các bác. Em sẽ lên. Lên. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em đang setup ở chế độ là chuyên nghiệp River. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đây tiếng rất là rộng ạ. Và sau đây mời các bác cùng nghe một ca khúc em sẽ thể hiện. Vâng, và sau đây em mời các bác cùng nghe ca khúc Linh Hồn Tượng Đá. Các bác nhớ đánh liên cơ không hồ cơ nha. Trên dòng đá tôi tìm cơ quen nào, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến nhang mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên tròn lời êm đềm, kể tại em bằng con tim một người yêu em. Chưa đắm cháy sờ gió núi, gió sóng khơi ta
lòng đầy cô đơn, đến xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi, thà không gặp nữa, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau. Vâng, thì bác nào có nhu cầu và sở những sản phẩm bên em thì liên hệ cho chị Hoa số điện trên 0978338144 hay là 0965770027 nha. Nghe tiếng vui gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.